mình em. Có bao giờ anh nghĩ về đêm truyền tình yêu, cho tới khi anh gặp em, nát na lại ngoan hiền khiến anh thay đổi bao điều. Là từ khi đó anh cảm thấy nhớ tên em, cứ đêm ngày ngóng chờ cho tới lúc được gặp em. Là từ khi đó anh cảm thấy thương em, muốn một lần nắm tay bên em bất kể ngày đêm. Em yêu à, mấy hay là mình yêu nhau nà đi mà em mới nắm tay. Như kia một giây đủ làm say em cả đời. Con tim này đã hao gầy vì bao ngày mong chờ tim em. Tiếng yêu này vẫn còn thương, này vẫn còn vương vào đôi mắt hiền. Oh, oh, oh. Lấy chồng như mấy bà ơi. Nhớ hoài luôn là ba đứa đi học thêm chung mà hai tụi nó cũng học, tụi nó không hề nói mình, cái mình ngây ngây rồi, cái xong đó mình buồn, cái mình không cũng cúp học luôn, cái mình đi qua thấy hai tụi nó đang đi chơi chung. Tôi tả với cô dâu hả, bữa lầy hiền, hiền bạn hiền, dễ thương đẹp. Dù có gia đình nữa thì cũng luôn nghĩ đến bạn bè và có thể đi chơi sau 10 giờ đêm. Đúng là một lời chúc thiết thật. Vân là trong năm hạnh phúc, với lại là sự hạnh phúc của Vân sẽ được Thiên Chúa ban phước. Là từ khi đó anh cảm thấy nhớ bên em, cứ đêm ngày ngóng chờ cho tới lúc được gặp em. Là từ khi đó anh cảm thấy thương em, muốn một lần nắm tay bên em bất kể ngày đêm. Em yêu à, mấy hay là mình yêu nhau nà đi mà em mới nắm tay. Dù chỉ một giây đủ làm say anh cả đời. Lấy vợ vui cho mày. Cảm ơn mọi người. Nó tìm chuyện nhà gái nè. Oh! Anh Lầy. Anh Lầy. Anh Lầy. Anh Lầy. Thưa họ nhà gái, qua sự tìm hiểu của hai cháu và được sự thống nhất của hai bên gia đình, hôm nay họ nhà trai chúng tôi mon lễ vật đến để trình lễ với họ nhà gái, gọi là cái lễ chính thức xây dựng tương lai cho hai cháu. Họ nhà trai chúng tôi mon lễ vật đến để trình với họ nhà gái, gọi là cái lễ chính thức xây dựng tương lai cho hai cháu. Thì lễ gồm có là táo quả, tức là trong đó trầu ca rồi bánh rồi là táo quả. Dạ, dạ. Và xin tôi thay mặt họ nhà trai xin trình lễ. Dạ. Vâng. Qua cái lời ngỏ của ông đại diện của đàn trai, vì tình yêu mến của cháu Tiết Vân, quý ông bà đã đem những lễ vật đến đây để mà trình cho ông bà tổ tiên trước hết, rồi sau đó để ra mắt họ hàng bên đàn gái chúng tôi. Những của lễ đấy tôi đại diện cho bên đàn gái xin chấp nhận những lễ này để cho hai cháu Đức Hòa và Tiết Vân sẽ trở thành một gia đình tốt đẹp như chúng ta mong muốn và như ý bề trên mong đợi.
Cảm ơn. Tôi xin trân trọng giới thiệu, đây là nhân vật chính của buổi lễ hôm nay, đó là cô dâu Tuyết Vân. Xin cho một tràng pháo tay đi ạ. Trong cái phần nghi lễ hôm nay của chúng tôi thì trước hết đó là cái phần tôn thờ Thiên Chúa, và sau cái tôn thờ Thiên Chúa thì chúng tôi sẽ đến kính nhớ ông bà tổ tiên, và sau ông bà tổ tiên thì gia đình chúng tôi sẽ nhận lễ. Cả cuộc đời ta cùng xây đắp tương lai. Luôn luôn nhớ rằng có Chúa sẽ cùng đi với các con trong suốt cuộc đời còn lại, để hai con trở thành một gia đình. Và đặc biệt hôm nay là ngày lễ thánh gia, là ngày thánh hóa gia đình. Các con sẽ tin tưởng vào Chúa để Chúa luôn luôn phù trợ trên bước đường của các con đi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đây là cũng là bên trai, là bên ba mẹ Phúc Hòa thì cũng nhận cái phân là con dâu trong gia đình. Và hôm nay thì có lễ cho hai con, thì ba mẹ thành hai con đôi mình là những lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng, yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền nhé. Ngày lành trong tháng cho cao anh say đẹp tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Sống do chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Dạ, đó là con, cô phải mừng với sao cô khóc. Khóc vui. Đôi mình là đây là quà của bên đàn trai cho cô dâu, và bên đàn gái thay mặt cho đàn gái thì cũng tặng lại cho cô dâu chú rể để mà xin lời ra trong cái khoản tiền này mà của ông bà tổ tiên đã trao cho gia đình, và gia đình cũng trao lại cho gia đình mới và cô dâu và chú rể. Từ đây trở đi phát sinh lời lãi ra từ những đồng tiền nhỏ này. Hòa cầm đi con. Dạ. Đúng rồi, mất Ngọc. Bác Ngọc cũng có một chút quà tặng cho cô dâu. Cô dâu cũng vui tươi trong cái ngày này. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dịu đi. Chúc cho hai con nghĩa là mạnh khỏe nè, biết vâng lời ba mẹ nè, và cùng nhìn nhau một hướng để mà làm ăn về mọi sinh trong cuộc sống nha. Rồi đây là mẹ nữa. Cái này có quà tặng con. Dạ, nhìn cảm ơn mẹ. Cười. Đầu mẹ chúc hai con đó là trăm năm hạnh phúc, thương yêu nhau. Thứ nhất là tôn kính ông bà cha mẹ, cùng các anh chị em mình. Hôm nay là ngày trọng đại của hai con, và cũng là bên công giáo cũng ngày hôm nay là ngày lễ khánh gia thất, là dành riêng cho các gia đình trẻ và già. Thì cậu cũng chúc hai con trong đời sống gia đình luôn quan tâm và yêu thương, và đặc biệt luôn nghĩ đến ông bà cha mẹ và quan tâm yêu thương cũng như bên gia đình chồng, cũng như bên gia đình vợ.
thì Út có một món quà gửi cho hai con, cũng như là một sợi dây liên kết của hai con đối với nhau trong tình yêu thương. Em với lại chị Vân cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, cho nên là nhìn thấy chị hạnh phúc như vậy mình cũng rất là vui, xúc động. Nga lúc này là làm một tốt phẩm trong một tháng gia đình hai đứa nhìn nhau thương gia đình hai bên. Tôi nghĩ là nhớ là nhà mình cái là chăm sóc cho mình chứ là chúc hai em vậy thôi. Mà màu không biết tử thì sẽ cho ba mẹ vui lòng. Cảm ơn. Gia đình đang ngóng và trông cưới mau mau còn xanh quý tử nội ngoại hai bên có đứa mà bông kẻ sau này nhiều gió và sương miễn về nhà còn có người thương niềm vui lớn cho một tình yêu nhỏ bây giờ nắm tay chúng ta đi lên xin tham gia đội cho khá thế nhờ. Ta thương nhau đã lâu rồi, bên những lúc vui nhà cũng mong là anh Lì ơi, anh Lì nhớ thương vị của em nha. Đi đưa con nhíp tiếp nha. Chị cho chị biết nha. Xin cho một tràng pháo tay đi ạ. Phải nói là rất là cảm động, rất là quý mến. Tất cả những cái giọt nước mắt đó nói lên tình thương mà dành cho Đức Hòa và Đức Vân. Mong rằng cái hôn nhân này sẽ đẹp mãi và luôn luôn sẽ đem đến cho hai gia đình chúng ta. Mình không gọi là thu gia nữa mà gọi là thông gia với nhau để cho gắn bó. Con trai của mình hay là con gái của mình cũng là con và con mình kia trở thành là thông gia như vậy. Tôi muốn là hôm nay là chứng kiến hôm nay rất là cảm động trước cái giọt nước mắt của những người cố con gia cô dâu cũng như chú mẹ. Xin Chúa và tổ tiên chúng ta cho cái đôi hôn nhân này luôn luôn tốt đẹp để làm sao trở thành là dâu thảo và đệ hiền cho hai gia tộc chúng ta. Mình hôm nay tự nhiên gia đình mình thêm người thêm đông và vui. Xin kính chúc cho quý họ đàn trai một năm mới vui vẻ nha. Rồi. Vậy là từ nay hết đến rồi vì đã có anh ở bên đời. Con tim em lên giá bao năm giờ đã có anh suy ấm. Anh hồn em vừa trao tay. Cái gì em? Lần nào tình cảm còn say. Nói cho em một lời rằng em sẽ yêu anh mãi muôn đời. Trăm năm hạnh phúc, nghìn năm hạnh phúc, tỷ năm hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc muôn đời, hạnh phúc suốt đời, hạnh phúc mãi mãi. Qua 20 con trăng mà chưa tìm được người nào. Con tiên trăng trăng con. Con đang đi đâu á? Mình đang đi đến nhà chú rể ăn cưới. Hẹn một đêm nồng cháy nha, không cháy không về. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Yes sir. Tôi á thì tôi không có gì hết trơn đó. Tôi là vui là chứ. Bạn nhớ vui nha bạn. Bạn luôn luôn vui là bạn vui là tôi vui. Bạn không vui, bạn tìm tụi tôi. Bạn không vui, bạn tìm tụi tôi. Mà tụi tôi, lúc đó tụi tôi bận thì bạn cũng tìm chứ khác. Sao hả? Tìm xong mở lại xong 10 giờ nha. Nhớ lại đôi nha. Mở lại xong 10 giờ nha bạn. Mọi sự gì chứ đã được Thiên Chúa sắp đặt sẽ không được phân ly gì đó. Tôi nhớ câu đó. Ráng giữ hạnh phúc gia đình nhiều nhịn nhau vậy thôi. Chúc cô dâu chú rể hạnh phúc. Bye bye. Hãy đón xem vlog của chúng tôi vào ngày tiếp theo nha. Kể từ khi anh đến thắp sáng cho con tim em vui trở lại. Em bay xin hứa yêu anh là không đổi. Cùng anh đi đến phía cuối chân trời. Cùng nhau xây đắp hạnh phúc rạng ngời. Yêu lắm thương lắm anh ơi anh ơi. Vì là từ đây em đã có anh về bên. Tình thêm xa.
xe đêm màu đỏ. Có năm 1900 hồi đó, nếu mà không chê thì ngồi sau xe chiều chiều mình ra công viên hóng gió anh ơi. Em năm nay 20 mà chưa mình tin giấc giấc. Chưa hồi nào đó thì qua thử tìm hiểu cho cháu và được thử thống nhất thơ bên gia đình. Hôm nay hồi nhà trai chúng tôi chính thức tổ chức lễ thành hôn cho cháu, đó là Đức Vợ và Quốc Văn. Thì chúng tôi đã rước nhau về đây thì cô dì chú bác nội ngoại cũng có món quà cho hai cháu. Hôm nay bác hai là hai con có quà và để ai cũng được không? Ai cũng được một chủ, đúng không? Đây là vô của hai con, yêu xa ai chờ đợi ai. Đúng rồi, thì mời yêu và thầy giáo và chăm bằng phúc. Chưa mà chưa được. Gia đình cô đã còn một quà. Rồi, chú mời cho cái đó này giữ lại nha. Ngày dài trong đêm thức trắng cho tin hỏi có hai cháu lúc hai cháu anh chị trong năm 2 phút. Dù kia đang nắng hay mưa rào. Bởi vì khi yêu trái tim quý ông bà, cô bác, ông đại diện của bên đàn trai. Tức là từ 9 giờ sáng tới giờ, tất cả những nghi lễ, nghi thức rồi nhận họ giữa hai bên thì chúng ta đều làm rất là tốt đẹp. Qua cái việc hai cháu thành lập gia đình, họ hàng bốn bên chúng ta đều quy tụ về đây để chúc mừng cho hai cháu. Thì cái ngày trọng đại này chúng tôi đã đưa cháu Quyết Vân về làm con, làm dâu nhưng mà là con của quý họ. Thì chắc hẳn rằng là cháu nó cũng lớn nhưng đường đời nó cũng còn có nhiều cái phải va vấp lắm. Thì chúng tôi cũng xin trao lại cho quý họ đàn trai, cho quý ông bà để rồi tiếp tục để mà mình vun đắp để làm sao cho Tuyết Vân và Đức Hòa là luôn luôn tốt đẹp, hạnh phúc. Đây là cái ngày mà chúng tôi chính thức để đưa cháu về nhà chồng. Thì xin gửi lại cho quý họ đàn trai. Tức là tôi xin tha mặt họ nhà trai, xin cảm ơn họ nhà gái. Tức là chúng tôi đây. Tiếp nhận luôn phải không? Tiếp nhận được. Tiếp nhận những cái lời như là phim nhổ và những cái lời là góp ý cho nhà trai chúng ta. Mong đời 24/6 để thay nhau trên màn hình Zalo. Dù cho phương trời kia đang nắng hay mưa rào. Bởi vì khi yêu trái tim
xa cách. Bởi vì khi yêu, trái tim ngàn lần nhớ. Tình yêu của vợ chồng không đơn thuần như tình yêu của lứa đôi, bởi vì đó không chỉ là những cảm xúc, mà đó còn là những nỗ lực to lớn để thu hẹp những khoảng cách và săn bằng những hố sâu được tạo ra bởi sự khác biệt giữa nam và nữ và sự khác biệt giữa văn hóa của hai gia đình. Và trước khi tiến tới hôn nhân, ai trong chúng ta cũng có những câu chuyện tình, một chuyện tình đẹp với nhiều kỷ niệm và thậm chí có nhiều chông gai và trắc trở. Ngày hôm nay, trước khi đến với những nghi thức, Đình Dũng xin được gửi đến quý vị câu chuyện tình của Đức Hòa và Tuyết Vân. Vào năm 2018, lần đầu tiên họ gặp nhau trong một hoàn cảnh cũng hết sức nhân văn, đó là lớp Anh Văn. Cô dâu Tuyết Vân lúc đó đang là học viên của lớp Anh Văn và chú Lệ Đức Hòa là học viên mới. Đình Dũng thì không tin vào câu chuyện tiếng sét ái tình đâu, cho đến khi mà nghe được câu chuyện này. Chú rể Đức Hòa đảo mắt qua một vòng lớp học và ánh mắt của anh dừng lại nơi Tuyết Vân. Và ấn tượng của Tuyết Vân cũng là: wow, hôm nay chúng ta có học viên mới. Và đố quý vị ai sẽ là người mở lời trước ạ? Theo quý vị ai sẽ là người mở lời trước, Tuyết Vân hay Đức Hòa quý vị? Dạ, thường nha, thường cho câu chuyện tình nữ sẽ là người mở lời trước. Và nắm bắt được cơ hội này thì chú rể Đức Hòa tìm hiểu những sở thích của cô dâu Tuyết Vân. Và một trong số đó là cô dâu Tuyết Vân rất thích một loại kẹo, đó là kẹo Milo Cookie. Loại kẹo này quý vị rất ít gặp bởi vì nó cũng làm từ Milo thôi, nhưng sản xuất tại Thái Lan và Malaysia, rất khó có mặt ở Việt Nam. Và cô dâu Tuyết Vân rất thích loại kẹo này. Chú rể Đức Hòa đã tìm mua loại kẹo Milo Cookie và đợi cô dâu Tuyết Vân ở cửa lớp học. Và nói với cô dâu một câu mà cả phụ huynh hay nói với các con á: giữ cẩn thận không các bạn xin mất. Tình yêu của họ ngọt ngào như thế, cảm động như thế, tất nhiên trải qua những chông gai trắc trở và được sự vun đắp của hai gia đình. Ngày hôm nay thì họ đã nên duyên vợ chồng. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúc mừng cho Đức Hòa và Tuyết Vân đạt đến một cột mốc quan trọng trong chuyến hành trình, đó chính là hôn nhân. Sau đây xin được mời vị đại diện cho hai bên gia đình có đôi lời phát biểu gửi đến quý vị. Qua sự tìm hiểu của hai cháu và được sự thống nhất của hai bên gia đình, cũng như được sự cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay họ nhà trai chúng tôi chính thức tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, đó là Đức Hòa và Tuyết Vân. Tất cả ai ai trong chúng ta sinh ra và lớn lên cũng có một ngày vui, đó là ngày cưới. Hôm nay nhân ngày vui ngày cưới của hai cháu, tôi thay mặt họ nhà trai mong muốn nhất một điều, đó là hai cháu sống và nhận thức cho đầy đủ ý nghĩa của hai chữ hạnh phúc. Hạnh phúc vợ chồng không chưa đủ mà phải ăn ở đối chữ hai bên gia đình, trên hòa dưới thuận, gia đình ấm êm, điều đó mới đầy đủ ý nghĩa hai chữ hạnh phúc. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những mây thiên đường, dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Oh, cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Làm sao cho anh đến đây và hỏi cưới em mới hay. Yeah, my babe, mà anh bao rằng chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân.
giống như ba của tôi mà. Ngày mai mới gặp được anh mà. Chúng ta quen nhau lâu rồi, cũng đã ôm hôn nhau luôn rồi. Giống như bao lời anh hứa, giấu mọi người làm chi nữa. Người già vợ không quen em để em phải đau buồn hả? Cưới em đi anh ơi, giờ em chẳng muốn lôi thôi. Để khi hai vạch mới cưới, khôn như anh quê em đây. Cưới em đi anh ơi, về nhà rồi chúng ta chơi. Vì em thương người mới thế, anh có ra sao vẫn về. Cưới đi thôi anh ơi. Con gái là con gái rồi, đây là phi vụ cả trăm ngàn tỷ. Xin lễ cũng chẳng có gì, một chai rượu mừng một tấn vàng y. Em ơi mình cưới nhau đi. Kể từ cái ngày xét đánh không chết thì anh đã kết lấy em về nhà. Chúc sợ vậy luôn cho bất công trời. Ngày mà em va vào cuộc đời anh, phá tan cô đơn và đã không bơ. Là em đã nợ cái đời, nợ thằng cu tí. Mình cưới nhau đi. Má bè mẹ anh bao giờ chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân. Thế cho nhai giờ tính xa. Cho anh phải cố đơn.